Báo chí Anh cho biết, Man United đang giao bán đến 13 cầu thủ với đa số không còn nằm trong kế hoạch của ông Erik Ten Hag sau khi vừa chiêu mộ Mason Mount. Thế nhưng, việc chuyển nhượng hoặc cho mượn các cầu thủ này đến giờ khá bế tắc. Trong số các cầu thủ đang giao bán hoặc cho mượn, không phải tất cả đều sẽ chia tay Man United. Ông Erik Ten Hag chỉ cần có thêm ít nhất 100 triệu bảng nữa từ nguồn cầu thủ này là đủ để mua sắm. Man United đang định giá tiền vệ Fred 20 triệu bảng, Donny van der Beek đang bị chấn thương và Anthony Elanga vẫn chưa có câu lạc bộ nào chính thức hỏi mua. Tương tự là Alex Tinn, Eric Bailly và Brandon Williams vẫn chưa tìm được điểm đến mới và họ cũng không muốn ra đi vì đang hưởng mức lương cao hơn các đề nghị hiện nay. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Man United cũng đang lắng nghe đề nghị chuyển nhượng trung vệ Harry Maguire, nhưng mức giá chỉ còn 40 triệu bảng, mua tới 85 triệu bảng. Gần đây, đội bóng chủ sân Old Trafford từ chối lời đề nghị mượn Jadon Sancho từ câu lạc bộ cũ Borussia Dortmund, mua tới 73 triệu bảng. Số cầu thủ còn lại Man United cần bán còn có McTominay, Dean Henderson, Martial, trong khi tương lai của Mason Greenwood vẫn chưa rõ. Man United sẽ bước vào đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới từ ngày 12 tháng 7 tới với trận giao hữu gặp Leeds United tại Oslo, Na Uy. Từ thời điểm đó, Quỷ Đỏ, thành Manchester sẽ đẩy mạnh hơn việc chia tay các cầu thủ dư thừa để tăng ngân sách mua sắm mà ông Erik Ten Hag đang đặt mục tiêu.